Không ăn đi chứ. Quay cái gì không cho ăn uống hết trơn mà tôi mới ăn mấy hộp bắt tôi quay nữa là sao? Ơi chút vàng làm nghệ thuật chứ đâu phải làm ruộng. Chút vàng cơm, chút vàng cơm. Cơm nước thì sáng giờ có cho ăn cơm đâu. Mà. Uống trà sữa không? Uống trà sữa thì tôi tốn tiền. Hết nhiều rồi anh. Tính hôm nay sơ sơ vài chục triệu thì trà sữa rồi đó. Trời đất ơi. Bữa nay mở trà sữa nha, em không làm này nữa. Mở trà sữa đi, ủng hộ cho. Dạ, ok. Được. Đúng không? Đói quá mà. Có hình dung. Nếu mà trà sữa mà không đủ á, mấy đứa ăn uống luôn đi. Kêu đại cái gì ăn uống đi mấy cưng. Ăn lo hết pizza gì đó, kêu đại đi. Ghê chú thiệt không? Kêu đi trời ơi. Dạ không mấy đứa ăn à. Ừ, mấy đứa được, mấy đứa hải sản được. Ăn đi mấy cưng cho vừa lòng mấy cưng nha. Để trà sữa đâu có nhiêu, có 5-6 triệu một lần kêu đâu. Trời ơi, 5-6 triệu là nhiều lắm á nha. Ăn đi, ơi. Ăn giọng đi. Gì ăn đi, tôi ăn cơm với mắm. Đâu mắm đâu anh. Nè, thấy chưa, mắm dưa leo nè, thấy ăn cơm đạm bạc không? Mà tôi uống nở nào uống trà sữa là 5-6 triệu. Nó ăn toàn là hả, tôm hùm. Vô nhà hàng nó kêu không còn cái gì để kêu hết trơn. Mà nó cho tôi ăn mắm với dưa leo. Ăn đi mấy đứa, tiền cũng em CV trả cho tôi đó. Anh Linh ơi, em nghe nói hôm nay anh Linh ba trà sữa ekip anh. Đúng rồi. Trường tới 100 người nữa anh. Mỗi người 2 ly. Tôi tư đi. 100 người mà mỗi người 2 ly luôn hả anh? 100 người. Người 4-5 ly cũng được. Tôi tư đi em. Anh nói này là anh tự nguyện anh bị ép anh. Anh tự nguyện hết á. Tự nguyện luôn á hả? Cả cuộc đời anh là tự nguyện hết. Mà đừng có nói cho mấy cái chương trình kia nha. Bạn muốn hẹn hò. Bạn muốn hẹn hò nghe là ganh tị đó. Ê chứ bạn muốn hẹn hò tới 200 người lận. Bạn ganh tị á, tại vì bạn muốn hẹn hò hết của đường cuốn. Cái sợ tốn tiền. Cứ mà mua gì dữ vậy. 5 triệu mấy, 6 triệu tiền trà sữa vậy. Nó thật kệ nó, cũng đại đi. Trời ơi, nóng ruột gì mà anh. Nóng ruột, người nhà mà. Ủa chị cái visa em xong chưa? Nếu mà trà sữa mà không đủ á, mấy đứa ăn uống luôn đi. Kêu đại cái gì ăn uống đi mấy cưng. Anh lo hết pizza gì đó, kêu đại đi. Ghê vậy chú thiệt không? Kêu đi trời ơi. Dạ không mấy đứa ăn à. Ừ mấy đứa được, mấy đứa hải sản được. Ăn đi mấy cưng cho vừa lòng mấy cưng nha. Để trà sữa đâu có nhiêu, có 5-6 triệu một lần mấy cưng đâu. Trời ơi, 5-6 triệu là nhiều lắm á nha. Ăn đi, ơi. Ăn giọng đi. Ăn gì ăn đi, tôi ăn cơm với mắm. Đâu mắm đâu anh. Nè, thấy chưa, mắm dưa leo nè, thấy ăn cơm đạm bạc không? Mà tôi uống nở nào uống trà sữa là 5-6 triệu. Nó ăn toàn là hả, tôm hùm. Vô nhà hàng nó kêu không còn cái gì để kêu hết trơn. Mà nó cho tôi ăn mắm với dưa leo. Ăn đi mấy đứa, tiền cũng em CV trả cho tôi đó. Lên ăn gì vậy? MCV bắt quay từ 8 giờ sáng, 6 giờ mình dậy, mình dậy lên đây là 7 giờ rưỡi, ăn bữa xôi, xong rồi cơm đậu hũ với mắm. Mắm gì dưa leo? Chân dưa leo. Tối ăn đậu phộng, tới giờ chưa được ăn uống gì hết trơn á. Nghệ sĩ là đó, ăn được cơm. Chưa ăn được chén cơm với lại mắm chân với lại dưa leo thôi đó. Đậu phộng đó. Là hiểu nghệ sĩ thế nào là khổ lắm. Trà sữa anh. Trà sữa. Sữa nữa. Tốn được mấy triệu trà sữa mà có uống được thế nào. 2,5 triệu. Lỗ rồi, lỗ nặng luôn. Lỗ. Hai lỗ. Trong khi quay mấy tháng sau không có lương. Có giảm cân không Lộc ơi? Có giảm cân mà đói quá. Nhà sản xuất không có cho ăn buổi chiều. Quay từ sáng đến tối luôn mà cho ăn có ăn cử. Đói. Đói chú ăn. Làm như MCV không có cho ăn tối gì vậy? Nhất là anh Liêm á, Liêm thái bị tụ. Làm như là không có chế độ ăn tối vậy. Giờ gần 7 giờ còn quay thêm tiếng mấy nữa mà không ăn tối.
làm như hết miễn phí nè, đạo diễn đói luôn, đạo diễn. Ủa có hộp gì kìa hả? Cơm hộp. Anh nói bụng hả? Bụng quá à. Em là ăn không? Nani? Cái này lấy được không vậy? Alo alo. Trời ơi, biết rồi. Hết hổ rồi kìa. Tội quá. Nói thiệt á. Thật sự luôn, nói nãy giờ mà vẫn chưa có đồ ăn gì luôn mọi người. Nhà sản xuất ra hỏi có đói không rồi xong đi luôn. Đúng hả? Tội quá. Anh đi anh, quay rồi là về ăn tối. Đi tối này chọn cơm vợ nấu. Chúc bạn ăn bánh ướt với anh không? Bánh ướt hả? Bánh ướt ngã tư Bảy Hiền. Ngon. 17.000 gì đó. Rồi ok, xin mời MC lên sân khấu nha. Bây giờ đã 3.000 nó 20. Đang bận đậu phộng. Rồi làm đi đi. Không có ăn gì chứ. Quay cái gì không cho ăn uống hết trơn mà tôi mới ăn mấy hộp bắt tôi quay nữa là sao? Thôi chút vậy làm nghệ thuật chứ đâu phải làm ruộng. Chút vậy ăn cơm, chút vậy ăn cơm. Cơm nước thì sáng giờ có cho ăn cơm đâu. Mà. Uống trà sữa không? Uống trà sữa tôi tốn tiền. Hết nhiều rồi anh. Tính hôm nay sơ sơ vài chục triệu thì trà sữa rồi đó. Trời đất ơi. Bữa nay mở trà sữa nha, em không làm này nữa. Mở sữa đi, ủng hộ cho. Dạ, ok. Ờ được. Đúng không? Đói quá mà.